Chào các bạn, sáng nay thì mình sẽ làm món cơm viên trứng cho cả nhà mình ăn sáng. Thì đây là nồi cơm, tối hôm qua gia đình mình ăn còn nè, nó cũng không còn nhiều lắm đâu, nó tầm hơn 2 chén gì đó. Thì các bạn có thể để nồi cơm ở bên ngoài hoặc là cắt vào ngăn mát tủ lạnh á, mình để sáng ra cho nó săn trở lại rồi mình mang đi chiên cũng được nha. Còn bây giờ á thì mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu để chiên cơm. Đây là tô cơm nguội nè, hồi nãy mình lường cho qua tô nè các bạn, thì nó được là 2 chén rưỡi đó. Nhà mình thì có 2 người lớn và 1 bé, là như vậy là ăn đủ rồi đó. Thì buổi sáng thì mình chỉ ăn lót dạ thôi. Và đây mình dùng 2 cái trứng vịt, thì 2 quả trứng này nó cũng nhỏ thôi à. Thì các bạn có thể sử dụng trứng gà thay cho trứng vịt cũng được. Đây là hành lá. Hành lá thì mình sử dụng khoảng 4-5 cọng như vậy nè. Tiếp theo là tiêu, một ít đường và một ít hạt nêm. Còn đây là nước mắm nha các bạn. Nước mắm thì mình sử dụng là khoảng 4 muỗng cà phê đó. Nguyên liệu như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ đập những cái trứng này ra nè. Ở đây á, thì mình không có cho trực tiếp trứng vào cơm mà mình sẽ đập trứng mình cho vào cái chén riêng. Trứng có màu vàng cam rất là đẹp nè các bạn. Tiếp tục thì đây là 4 muỗng cà phê nước mắm. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng trước. Còn 2 muỗng này mình để lại. Rồi thì mình sẽ cho tiếp tiêu và đường vào. Rồi mình khuấy cho nó đều lên nha. Đây là cái hỗn hợp trứng nè, nước mắm, tiêu và đường. Mình đã khuấy nó tan đều nè các bạn. Giờ mình sẽ để nó sang một bên. Tiếp tục thì mình chuẩn bị thêm một cái chén, rồi mình cho 1 muỗng nước vào. Các bạn chuẩn bị cho mình 1 muỗng nước thôi nha, đừng có dùng nhiều quá. Rồi sau đó thì mình cho hạt nêm vào. Và đây là 2 muỗng nước mắm còn lại, mình cho vào cùng với hạt nêm và nước này luôn. Mình cũng khuấy cho cái hạt nêm nó tan ra luôn. Và cái phần này mình sẽ cho vào cơm đó các bạn. Rồi mình gửi từ từ mình cho vào cơm. Và mình lấy đũa mình trộn đều lên nha. Thì mình cho cái nước á và gia vị vào cơm để mình trộn như vậy nè. Thì sẽ giúp cho cái phần cơm của mình á, nó dễ dàng gời gạt ra từng hạt á, và cơm của mình nó thấm gia vị. Rồi khi mình chiên lên á, phía bên ngoài cơm thì nó giòn, còn bên trong thì nó vẫn mềm, nó không có bị khô. Giờ phần cơm và trứng đã xong thì bây giờ mình sẽ đi cắt hành ra là mình chiên cơm được rồi đó. Để chiên cơm thì mình sử dụng là 1 muỗng rưỡi dầu ăn. Nếu các bạn không thích ăn dầu nhiều á thì các bạn sử dụng khoảng 1 muỗng là được rồi. Khi dầu nóng thì mình cho đầu hành vào mình phi thơm nè. Phần hành lá này để lại. Khi đầu hành nó thơm lên như vậy nè thì mình cho cơm vào mình chiên được đó các bạn. Cơm nó rất là tơi luôn nè các bạn. Giờ mình để lửa nhỏ nè, mình đảo đều mình chiên. Mình chiên đến khi nào cái hạt cơm của mình á nó săn trở lại thì mình mới cho trứng vào.
cơm chiên nó săn lại và nó khô ráo nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp. Mình tắt bếp để cho nó nguội bớt á. Rồi mình rưới trứng mình cho từ từ vào. Trứng mình nó sẽ không bị quấn cục và nó không có bị khô nữa. Thì các bạn rưới từ từ thôi nha. Mình vừa rưới á, mình vừa lấy đũa mình đảo nè, để cho trứng nó áo đều quanh hạt cơm á. Mình cho trứng vào rồi nè. Đó, mình đảo cho nó đều. Rồi mình sẽ bật bếp lên. Đó, rồi các bạn cũng rang với lửa nhỏ tiếp tục nha. Mình rang đến khi nào cái hạt cơm mình nó tơi ra đó và cái phần trứng mình nó chín là được. Đó, khi hạt cơm nó tơi ra như vậy nè là được rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ tắt bếp. Tắt bếp xong thì mình cho hành lá vào. Thì lúc này cơm của mình còn rất là nóng. Thì các bạn cho hành lá vào, các bạn đảo đều là nó chín nè. Giờ mình mang ra mình để nguội chút là mình ăn được rồi. Chảo cơm mình nó cũng nguội bớt rồi nè các bạn. Nó rất là thơm luôn. Giờ mình múc ra mình thưởng thức nha. Cơm chiên là vàng ươm luôn nè các bạn. Và nó tơi ra từng hạt luôn á. Cơm chiên nè, thơm lắm các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử. Cơm chiên ăn vừa ăn khá là ngon. Hôm nay mình chỉ chia sẻ cái cách cơm chiên mà nó đơn giản từ những cái nguyên liệu mà có sẵn trong nhà. Còn các bạn mà có những nguyên liệu như rau củ hoặc là chả lụa xúc xích đó, các bạn cho vào thì nó càng ngon hơn mình nha. Món cơm chiên của mình đó, như vậy là đã xong. Thì mình mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất. Giờ mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.